Bảo Hoàng xin được gửi lời chào đến quý vị, quý anh chị khách hàng cũng như là quý anh chị các nhà đầu tư đang theo dõi video trên kênh YouTube Nhà đất Bảo Hoàng. Kênh bên em chuyên nhận ký gửi, mua bán và nhận review các sản phẩm bất động sản ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh và các thành phố thuộc tỉnh Bình Dương. Trở lại với một sản phẩm trong buổi chiều hôm nay, Bảo Hoàng xin được gửi tới cho quý vị, quý anh chị khách hàng bằng một căn mặt tiền ngang 10 sâu 30 với hiện trạng là một căn nhà một trệt một lầu. Với hai ký ốt ở phía trước, một ký ốt bên tay trái quý vị đang xem ở trên màn hình thì có một trệt một lửng phía trước thì đang kinh doanh tiệm tạp hóa, và một ký ốt ở bên tay phải màn hình quý vị đang xem ký ốt này thì đang kinh doanh tiệm spa. Và thiết kế ở phía trên thì có 3 phòng ngủ, ở phía dưới thì phòng bếp, và mặt tiền ký ốt đang kinh doanh ở phía trước. Ở phía sau thì có 2 dãy trọ 13 phòng, một bên 6 và một bên 7. Hiện trạng đất là ngang 10-30, 300m2, phun thổ cư ở đây thì sẽ được xây dựng tự do, một trệt 5 tầng lầu, một tầng hầm. Với trục đường phía trước mặt tiền thì có chiều ngang lòng đường là 8m, vỉa hè một bên là 4m. Đường rộng, đường ban cơ. Vị trí của căn nhà tọa lạc tại phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Vị trí rất là đẹp. Điểm nối thông với những trục đường lớn ở trong khu vực, như là trục đường cao tốc Bình Phước Tân Vạn, đường DT743, đường quốc lộ 13, gần với những trung tâm thương mại lớn như là trung tâm thương mại Eon Bình Dương, Vincom Plaza Dị An, hay là các trung tâm ủy ban phường An Phú, phường Thuận Giao, phường Bình Chuẩn, vân vân, rất là gần với vị trí nơi đây trong bán kính 3 km đổ lại, cũng như là những trung tâm quan trọng khác như là chợ, trường học, bệnh viện thì cũng rất là gần với vị trí nơi đây trong bán kính 1 km thì gần như là có đủ các cái tiện ích như Bảo Hoàng vừa chia sẻ. Ở đây thì có đầy đủ từ các ngành nghề dịch vụ vui chơi giải trí, karaoke, quán bar, quán nhậu, nhà hàng, tiệm chăm sóc sắc đẹp, spa, hay là trung tâm văn hóa thể thao thể dục rất là gần với vị trí nơi đây. Đấy, đối diện căn nhà của mình thì có một ngôi trường mầm non tư nhân. Mặt tiền của nhà mình là bên tay phải, còn ngôi trường thì bên tay trái, đối diện nhà mình, vị trí rất là đẹp. Bây giờ thì Bảo Hoàng xin được mời tất cả quý vị, quý chị khách hàng cùng với Bảo Hoàng chúng ta sẽ vào khảo sát đôi nét từ hiện trạng của căn nhà. Đây là ký ốt mặt tiền đang kinh doanh ở phía trước, và bên tay trái là ký ốt kinh doanh tạp hóa. Và như Bảo Hoàng đã chia sẻ, ở căn nhà chúng ta thì có hai ký ốt, một ký ốt bên tay trái thì thiết kế một trệt một lửng, còn ký ốt bên tay phải gia chủ thiết kế để ở, cho nên là sẽ có 3 phòng ngủ, một phòng bếp. Chiều dài của ký ốt bên tay trái là đến ngay cây sắt lớn này. Đấy, ra phía trước có 3 phòng ngủ, phòng thờ, phía dưới thì có phòng bếp, cửa của phòng bếp ở đây. Và phía trước là ký ốt đang kinh doanh tiệm spa, có cửa sổ bên hông. Còn phía sau là một dãy trọ 13 phòng. Đây quý vị nhé, đấy phòng thứ 3, và phòng cuối cùng là phòng số 13. Được thiết kế mái vòm ở bên trên cũng rất là cao ráo, rộng rãi, thoáng mát. Với mức giá được chủ nhà gửi cho Bảo Hoàng chào ra thị trường gửi tới quý vị, quý cô chú anh chị là 9 tỷ 700 triệu đồng, mức giá này cô chú anh chị mình sẽ đến tham quan khảo sát thực tế và làm việc chính chủ. Một mức giá rất phải chăng, có thu nhập ổn định hàng tháng là trên 30 triệu một tháng, 35 triệu nha quý vị. Một thu nhập khá là ổn định cho một căn mặt tiền diện lớn 10m, sâu 30-300m2. Vị trí đẹp, kinh doanh được rất là nhiều ngành nghề. Và video buổi chiều hôm nay đến đây cũng xin được tạm dừng. Một lần từ Bảo Hoàng xin cảm ơn cô chú anh chị mình cũng như tất cả mọi người đã dành thời gian xem video. Đừng quên bấm nút đăng ký kênh, nút thông báo hình quả chuông để tiện xem lại video này cũng như đón xem những sản phẩm, những video mới sẽ được Bảo Hoàng cập nhật mỗi ngày trên kênh. Một lần nữa Bảo Hoàng xin chân thành cảm ơn. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những sản phẩm, những video lần sau. Xin chào.